Kính chào quý bà, công ty Takio gửi đến quý bà con video vui thùng kiểm tra máy đánh vảy cá trước khi đi giao hàng cho khách. Máy đánh vảy cá Takio TK500 được thiết kế với các lông chải dày đặc quanh các rulo linh động, giúp việc đánh vảy cá nhanh hơn, sạch hơn và hạn chế việc chảy xước tổn hại lên da cá so với các vật dụng đánh vảy cá thủ công.